Trương Khang không thể tới trước tiên hoàng để khóc là bất trung, không thể đưa tiễn thái tử là bất nghĩa. Hàng người bất trung bất nghĩa như tôi chỉ có Đình Dễ mới dùng được, trong thiên hạ đâu có ai dùng chứ. Người hãy đi đi, ngày mai chỉ có thể khóc, không được ở lại. Tạ ơn Đình Dễ đại nhân. Trương Khang, hãy để đào lại. Bà tỷ, anh thế nào? Bây giờ anh ra sao? Nó hả? Đâu có gì. Vậy tại sao người chị của Hoàng Thái Hậu? Hi, em cũng biết nói binh bất giận tẩu mà. Thiệt hết hồn. Những người khác thì tin bảo thôi, nhưng chắc trong lòng của em cũng đã hiểu được. Đáng lẽ em cũng không có tin, ai ngờ bị mẹ nhát làm em cũng phải tin. Phải. Trên đường đi em cũng bị phát hiện chứ? Đương nhiên là không. Đã đến nước này thì còn ai để ý tới em nữa. Bảo tỷ, em về trước. Chị hãy chăm sóc ảnh giùm em. Cẩn thận. Anh nè, bà tỷ, bây giờ anh thế nào? Em muốn đi thăm ảnh. Đi thăm nó hả? Bây giờ cũng đã khuya lắm, nó cũng đã ngủ. Chị nghĩ em không cần phải đi thăm nó. Đang ngủ? Đêm nay các thành Trường An không có ai ngủ được hết. Không phải vì tiếng khóc thì nghe tiếng cười mà tỉnh. Mọi người đều vì ảnh mà thôi. Ảnh thì tốt, vậy mà cũng ngủ được. Em vô coi ảnh. Nè, Kiều Kiều, chị nghĩ em đừng có nên tới thăm nó, mất công sẽ bị để ý. Em cũng đã nhịn cả mấy canh giờ, hay ráng nhịn thêm vài canh giờ nữa đi, được không? Bào tỷ, em chỉ nhìn ảnh, nhìn một cái thôi, hả? Thôi được, em thiệt tình, đi đi. Thế nào? Nhỏ tiếng một chút, hình như nó đang ngủ. Là thị nữ phục vụ cho đệ đệ. Chị nhờ Kiều Kiều, không được đụng tới ảnh. Nói lại, lại vậy hả? Kiều Kiều, em làm gì vậy? Em muốn làm mồm cho mọi người thành Trường An để tỉnh giấc hết à? Bảo tỷ, chị không thấy có lỗi với em sao? Chị giống người đàn bà đi. Tôi là thị nữ của công chúa, tới đây để phục vụ cho thái tử. Chị phải. Chỉ phục vụ thôi, không có gì khác. Nè nè, nửa đêm nửa hôm chạy tới chỗ này ghen tuông cái gì? Tỳ nữ mà cũng ghen nữa. Vì chuyện của người ta đã lo lắm rồi, không có đêm nào ngủ được yên hết. Người thì tốt, chỉ biết phong lưu tự tình với bọn tỳ nữ thôi. Không lẽ dùng tỳ nữ cũng không được hay sao? Nhìn cả nhìn cũng không được. Không được, vậy không được. Vì ai phục vụ cho ta? Không lẽ cái gì cũng bắt ta phải làm hết? Có ta dám, muốn bao nhiêu người cũng được. Nếu như ta không nhận lời, và ta chỉ muốn dùng tỳ nữ, vậy ta đừng có học làm được hoàng đế. Là cô nói đấy nha. Phải, là ta nói. Đừng có hối hận. Nếu hối hận không phải là Trần Á Kiều. Được. Đây là vị chiếu mà cô giao cho ta. Cô muốn đốt cũng được, muốn xe đắt cũng được, lấy chơi cũng được. Ta không muốn làm hoàng đế nữa. Người muốn bỏ ta, người muốn bỏ ta. Nè, tôi được rồi, đừng có cãi với nhau nữa, như vậy sẽ làm thiệt. Thôi bỏ đi. Bảo tỷ, anh đang hiếp em kìa. Kiều Kiều, ta không phải muốn nói với em, bây giờ ít ra em còn có người để cho em ăn hiếp. Nhưng mà Bảo tỷ này, dù muốn kiếm một người để ăn hiếp mình cũng không có. Chị nói cái gì? Bảo tỷ phu đối với chị tốt biết mấy. Hai người kết hôn với nhau đã mấy năm, ngoài chị ra anh đâu có ai nữa. Tỷ phu Tào Phú đã chết thế cho ta, và đã chết một cách oanh liệt. Cái gì? Bảo tỷ, em thì không biết mà. Em thì không biết. Không sao, không cái gì. Không sao, bỏ đi. Nhưng mà chị muốn khuyên hai em đừng có gây gổ với nhau nữa. Tại vì ngày mai sống chết như thế nào, thành công hay thất bại, Chúng ta không thể nào biết trước. Bảo tỷ, em nghe lời của chị, em không có gây nữa. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng. Triệt à, phải mau cứu thời giải chiếu này đi. Triệt à, ta xin lỗi người. Chỉ cần ngươi chịu làm hoàng đế, người muốn có bao nhiêu cung nữ cũng được. Thậm chí ta sẽ lựa cho ngươi, có được không? Vẫn chưa làm được thì đã phiền như vậy. À nè, cô gái đó tên là gì? Nói tên về chị Phu. Hãy đổi người khác đi, đổi một người xấu hơn nó. Kiều Kiều, em hãy nghĩ coi, dù có đổi thì cũng chỉ vài canh giờ nữa thôi. Tới lúc đó Thái tử đâu có ở đây với chị nữa. Phải ha, vậy em đi về trước. Được, mọi việc em hãy cẩn thận. Các nhân, cô coi ai tới nè. Thấy giờ, Trương Khang. Anh ra được rồi hả? Các mẫu mẫu, xin nghỉ ngơi đi. Hai anh em cháu còn có chuyện muốn nói. Được rồi, nghỉ đi. Cô nói chuyện đi. Dạ được. Trương Khang, ngồi. Ngồi đi. Thái tử ra sao? Anh đã nói với Hoàng Thái Hậu là Thái tử đã mất. Hi, đừng có nóng lòng quá, nghe tôi nói. Tôi không có nghe giải thích. Lúc tôi rời khỏi Diêm Chi thì Quang Phú và Lý Linh vỗ ngực mà nói, dù có chết cũng bảo vệ Thái tử bình an. Vậy Thái tử đâu? Thái tử đâu? Anh hãy nghe tôi nói nè. Thái tử vẫn còn ở đây. Hả? Nè, coi đi. Cái này là cái gì? Lộc bào. Thái tử không sao. Đương nhiên. Nếu không, cái tội tự may long bào riêng tư, không bị tru di cửu tộc thì cũng tru di tam tộc. Vậy Thái tử bây giờ ở đâu? Là Triệt Nhi đây. Không phải là cháu đó. Phải. Cha đã theo Hoàng Hà trôi ra Đông Dương Đại Hải rồi. Và cuối cùng tới Thủy Tinh Cung, đã nhìn thấy rất nhiều thần tiên. Nè, cả Diêm Dương cũng có mặt luôn. Hả? Diêm Dương vừa thấy mặt của Nhị Thần đã mở lớn cặp mắt nói là ngươi là Lưu Triết, là thiên tử của Đại Hán Triều Lưu Triết. Nhị Thần cảm thấy lạ lắm. Cha đó Diêm Dương lại cười. Ông nói rằng nhân gian của các người thường nói trạm thanh thiên không thể dẫn chơi. Tâm cơ chưa động, quỷ thần đã biết. Mỗi một cử động của các người, thậm chí là ý nghĩ bí mật của các người, tưởng là sẽ không một ai biết, nhưng mà tất cả chúng tôi đều nhìn thấy được. Ông còn nói là ông tra hết sổ sanh tử, trong đó không có tên của Nhi Thần. Nhân thọ của Nhi Thần chưa có tận. Tại sao lại tới chỗ này? Cũng mày đã có Diêm Dương nhắc nhở. Ông đó là chỉ có một loại người không thuộc sự cai quản của địa ngục. Người đó chính là Nhân Dương Tây Đế. Hả? Người đó bậy. Người đó bậy. Kết quả đã điều tra được, trong sổ của các hoàng đế lại có tên của Nhi Thần, thiên tử Đại Hán Triều Lưu Triết. Cho nên Nhi Thần tới đây để báo với Hoàng Tổ Mẫu biết. Đừng Triệt Nhi, ta thì có lỗi. Suốt đời của Tổ Mẫu có lỗi với cháu. Kiếp sau nhất định sẽ đối tốt với cháu. Kiếp sau chúng ta sẽ làm nội và cháu trở lại. Có được hay không? Đừng à, xin đừng. Hoàng Thái Hậu, đã canh mấy rồi? Đã canh mà. Hãy truyền cho ta truyền lương dương đậu phò mã. đã qua canh ba rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ngủ không được, vừa mới ngủ một chút thôi đã bị A Kiều tiểu thư làm tỉnh giấc rồi. Bởi vì A Kiều tiểu thư đã yêu ngài. Có nhiều cái kiểu này ai mà chịu nổi đi. Đàn bà không dễ dàng đi yêu một người, nhưng một khi đã yêu rồi thì sẽ phát điên, chỉ muốn theo sát thôi. Người đàn ông này là tất cả của cổ, không có gì cản trở được cổ đâu. Cổ là bào tỷ của ta, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tánh của cổ vốn là như vậy. Đừng nghe cổ nói. Đừng nghe cổ nói. Cô không phải nói không đâu. Tôi biết được, cô nói ra được sẽ làm được. Cô biết. Sao cô lại biết? Thái tử, tôi cũng là đàn bà mà. Nếu cô yêu một người nào cũng sẽ như vậy hay sao? Tôi chưa bao giờ yêu một ai hết. Chị Phụ, là ta nè. Cú ca, các người đã tới. Thần hộ giá trễ nãy, khấu kiếm thái tử điện hạ. Nè, chúng ta đã kết bái với nhau rồi. Đứng dậy mau. Chứ ta là Cũ ca. Cũ ca. Ừ. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Thần bái kiến hoàng thái hậu. Được rồi, không cần nhiều quy củ vậy. Bây giờ đã canh mấy rồi hả? Giờ đã tới canh tư rồi. Quốc tang đã định giờ nào? Theo như sự nghiên cứu của nhậm thái giám và thái sử lệnh, giờ tí là giờ tốt nhất của hôm nay. Vậy chỉ còn 3-4 giờ nữa thôi. Đào Anh, mọi chuyện đã ăn bài xong chưa? Bẩm hoàng thái hậu, thần đã bố trí thỏa đáng, không có gì sai trái. Cái gì gọi là thỏa đáng? Thần đã gửi lời tới tất cả đại thần của họ Đậu, nói là tháp tùng theo lệnh của hoàng thái hậu. Còn các hoàng tộc của họ Lưu, Nhi Trần đã thăm viếng qua. Vậy còn Bình Dương Quảng Đào và các vị đại thần hoàng cung, họ có động tĩnh gì không? Tất cả đều yên tĩnh. Nếu lỡ như có người có lòng khác thì sao? Thần đã triệu tập một dàn ngự lâm quân, một khi có biến thì kêu họ sẽ nhất tề đứng lên. Trong một dạng binh mã này có bao nhiêu người sẽ nghe lời của người? Tất cả đều nghe lời của thần. Hoàng Nhi, lát nữa con chuẩn bị mặc áo gì? Là gì? An táng tiên dương, Nhi Trần chỉ mặc áo tang thôi. Còn long bào, có chuẩn bị long bào hay chưa? Long bào? Phải. Bên ngoài mặc tang phục, bên trong mặc long bào. An táng tiên dương xong, tức khắc cử hành đăng cơ đại điển. Đêm dài thì sẽ có lắm mộng, hơn nữa sẽ là mộng không tốt. Dạ. Chúng ta không có cơ hội. Thì anh gấp cái gì? Thái tử cứ di chiếu, một khi tuyên đọc, ai dám bất phục, ai dám không tin. Cái gì cũng có giả, không lẽ Triệu Thư không có giả hay sao? Tôi nghĩ Lương Dương tìm mọi cách để cái gì. Cái này không giả đâu, muốn có cũng làm không được. Tới lúc đó chúng ta đem hai phần di chiếu so với nhau thì được. Ta sẽ cho mình đem ra đối chiếu. Hoàng thái hậu bà có dễ dầu gì cho chúng ta lên tiếng chứ? Tôi thì là không tin họ có thể bịt miệng hết tất cả của chúng ta. Vậy thì đâu có khó gì. Nghe nội của tôi nói đã có 1000 người lâm quân chuyển qua đây. Không lẽ trong thiên hạ không có công đạo? Công đạo? Công đạo không thể chống lại với cường quyền. Trong cung xảy ra chuyện gì có ai biết chứ? Thiên hạ biết sẽ là kết quả. Lương Dương sẽ làm hoàng đế. Không lẽ di chiếu của phụ hoàng đã vô dụng rồi hay sao? Chúng ta thì bị nhốt ở trong tử cuộc này, không thể xông ra ngoài. Phu quân của ta Tàu Phú cũng đã bị mất một cách oan uổng. Ta không phục, ta chết cũng không phục. Bây giờ ta chỉ muốn gặp một người, là Đông Phương Sóc. Ổng? Cho dù có ổng ở đây cũng khoanh tay đứng nhìn thôi. Không phải, ta có thể đột nhập vào Trường An là cũng nhờ vào cẩm nang của ổng. Bây giờ nếu như ổng có thể cho ta thêm một cẩm nang, vậy thì tôi biết mấy. Đông Phương Sóc, Cú ca, lúc Đông Phương Sóc đón mạng cho em đã cho em một cái cẩm nang. Ở đâu? Em vẫn chưa mở ra coi. Quảng an tại. Lý Quảng là tổ phụ của người. Các vị đều là tướng lãnh người làm quân, bảo vệ quốc gia, bảo vệ hoàng cung, đêm ngày cực khổ. Đây là phần thưởng mà Hoàng Thái Hậu thưởng cho mọi người. Đại nhân, chúng mà tướng vô công bất thọ lộc, thọ lộc ắt có công. Tân hoàng đế đăng cơ, nhất định sẽ luận công ban thưởng cho các vị. Xin hỏi thái tử đã chết, vậy tờ hoàng đế lại? Đương nhiên là do Hoàng Thái Hậu tuyển chọn từ những người cẩn thận quan tâm, tới bây giờ vẫn còn là bí mật. Chỉ cần nhận định ai là hoàng đế thì trung thành với người đó. Bởi vì chúng ta là ngự lâm quân, xin các vị hãy rút kiếm ra, chúng ta hãy cùng các báo an thề. Tại sao cháu trở về đây? Thì nội đã bị mắc bẫy. Là tướng quân Lưu Triệt tham kiến. Thái tử, đúng là thái tử. Tại sao như vậy? Lúc còn nhỏ ta được tiên hoàng phải tới danh trại của lão tướng quân, theo lão tướng quân học kiếm bắn tên. Lão tướng quân nói với ta, thái tử học kiếm bất thành, không sao, nhưng mà phải biết học địch dạng nhân. Chỉ cần học được binh pháp chiến lược, mai này có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Ta đã nói qua. Khi lão tướng quân còn nói, tuy Hán Thất bây giờ chưa đủ lực lượng, chỉ còn cách là hàng năm phái công chúa lấy vua Hung Nô. Đây không những là sỉ nhục của đàn bà, mà còn là sỉ nhục của đàn ông, còn là sự sỉ nhục của Đại Hán triều chúng ta. Lão tướng quân nói, nếu như phụ hoàng không đánh trận chiến này, đời mai mốt ta làm hoàng đế, thì cuộc chiến này cũng nhất định phải đánh. Thần Lý Quảng xin khấu kiến thái tử Thiên Tuệ. Thì lão tướng quân mời đứng dậy. Nếu như tổ phụ tin tưởng lời của thái tử thì không phải là thiên tế mà là dạng tuế. Ta tin chứ. Những lời nói này ta chỉ nói với thái tử thôi. Phi nghĩ triều chính là phạm đại kỵ. Cứu ca, lần này chúng ta nhất định thành công. Lý Quảng lão tướng quân, lần này cửu ca chúng tôi hoàn toàn nhờ vào ngài. Ta nội à, người lâm quân bên ngoài cũng nghe nội nói. Lúc trước thì khác, bây giờ thì khác. Trước đây ta đã từng làm tổng quản của ngự lâm quân, sau đó thì đại bá của cháu. Thậm chí còn có người nói là ngự lâm quân là Lý Gia Quân. Nhưng bây giờ không có còn được nữa. Vì chuyện của mọi người, đại bá của cháu đã vào thiên lao. Vậy thì còn ai dám nghe lời của Lý Gia nữa. Người muốn ta khởi binh làm loạn. Tổ phụ, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Theo địa vị của thái tử bây giờ, không phải làm phản mà là chánh loạn. Không được, tuyệt đối không được. Ta từng tổng quân Nam Chinh Bắc Chiến mới có được 4 chữ này của hoàng thượng. Đây là nguyên bút của Tiên Dương, có 4 chữ này ở đây. Lý Quảng tuyệt đối không phản triều đình. Nội ơi nội, nội thật là ngoan cố. Lưu Đường muốn đoạt ngồi đó. Nói bậy. Lương Dương là người cận thân của hoàng thượng, là bào đệ của tiên hoàng, dù tiên hoàng truyền ngôi cho ông cũng là hợp lý. Nội, Lý Linh đừng có nói nữa, ta đã có nói tìm ông già này thật là vô dụng. Được, như vậy hãy kiếm cao nhân khác đi, ta không cản trở các ngươi đâu. Lão bá bá, hay là hãy từ từ thương lượng, có được không? Không có gì thương lượng. Thái tử xin hãy thứ lỗi. Lý lão tướng quân, cái tấm chiêu bài này có phải chữ của tiên hoàng không đi? Đương nhiên. Nếu chữ của tiên hoàng không có trên chiêu bài, lão tướng quân có nhận ra hay không? Tuyệt đối nhận ra. Vậy xin lão tướng quân coi kỹ cái này. Vị trí của tiên hoàng có thể nào là giả không đi? Là thiệt đó. Lúc mà tiên hoàng còn sống đã từng nói qua với ta, tiên hoàng tới Trường Thành đi tuần, gặp phải Hung Nô tập kích, là cũng do lão tướng quân cứu giá. Hung Nô ỷ người đông ngựa mạnh, vượt theo sát gót. Lý lão tướng quân một mình một ngựa, bắn liên tục 3 mũi tên trúng vào 3 đại tướng của Hung Nô. Một trong 3 người té ngựa mà chết, là Hữu Hiền Dương của Hung Nô. Hả? Không lẽ tiên hoàng còn nhớ tới lão thần? Chuyện này đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tiên hoàng có nói với ta, trong triều có chuyện, chưa phải tới lúc nguy ngập thế đừng kinh động tới lão tướng quân. Nhưng mà ta bây giờ đã lâm vào cảnh nguy ngập, hơn nữa còn là đường cùng. Xin lão tướng quân niệm tình ân nghĩa của tiên hoàng, sanh tử chi giao. Niệm tình Lưu Triệt cô độc không ai giúp, niệm tình vạn lý giang sơn của Đại Hán mà trời giúp cho ta. Thái tử, ngài không nên như vậy. Thái tử nói cho thần biết nên phải làm sao. Tiên hoàng tiên hoàng tiên Hoàng Thái Hậu mời Hoài Nam Dương qua phím điện truyền lời. Hoàng Thái Hậu, chúc Hoàng Thái Hậu thiên tuế. Hay da, nó là lão đại hay lão nhị? Hey, ta đã già, mắt hơi mờ, nhìn không ra. Bẩm Hoàng Thái Hậu, nhi thần là lão tam của Hoài Nam Dương. Lão tam? Ừ? Không phải ngài chỉ có hai đứa con trai sao? Nó là... Bẩm Hoàng Thái Hậu, nhi thần là con gái. Hay, ta đã nói rồi, khi không con trai mà lại đẹp như vậy. Hãy mau đứng dậy đi. Đa tạ Hoàng Thái Hậu. Nèo qua đây ngồi kế bên ta. Nhi thần không dám. Hay, ta kêu ngồi thì cứ ngồi đi, có gì không dám. Nhưng mà phù du của nhi thần vẫn còn đứng đó. Ê, thấy chưa, ta già lắm cẩm. Ê, Dương già, ngài cũng ngồi đi. Ê, đứa con gái này thiệt là ngoan. Hey, nó ngỗ nghịch thì đúng hơn, không biết lễ phép. Ta thích những đứa con nít như vậy. Nè nè, qua đây đi. Lần đầu tiên gặp mặt, ta tặng món quà gặp mặt cho con. Tặng quà Thái Hậu. Dương già, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau hả? Thần Trường Kỳ trấn Hoài Nam là nơi xa xôi, công vụ bận rộn. Nếu không có thánh chỉ cũng không tự ý rời khỏi phòng quốc. Lâu nay rất ít khi thỉnh an với Hoàng Thái Hậu. Thần có tội. Ê, nè, ngồi đi, ngồi đi. Hey, nói rõ ra, ngài và tiên hoàng cũng là anh em thúc bá. Trước khi mất, các người cũng không được gặp mặt. Hey, trước khi sắp lâm chung, tiên hoàng cũng nhắc tới ngài. Tiên hoàng đối với thần ân nặng như núi. Ở Hoài Nam, e rằng không phát hiện được sở trường của ngài. Đợi tất cả mọi việc ổn định, ngài hãy trở về Trường An đi, quản lý thêm việc, đỡ nhẹ trọng trách cho hoàng thượng. bậc lão bối như các ngài có thể thương lượng được thì không còn bao nhiêu. Thần tài học nông cạn, chỉ e sẽ làm hoàng thái hậu thất vọng. Dương gia, lần này ta mời ngài tới đây là muốn cùng ngài thương lượng một đại sự. Chuyện của thái tử chắc ngài đã biết. Thần thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Nước không thể có một ngày không vua. Chức Tân Dương đáng lý phải định cho ai mới đúng hả? Mọi người đều nói nhất định phải chọn một người thiếu niên thành thục mới được. Vậy nghĩa là phải lựa ai là mới đúng chứ? Đương nhiên là các dương gia trong gia tộc Lưu Thị của các ngài. Không là đường huynh của Tiền Hoàng thì là đường đệ. Như vậy Thái Hoàng Thái Hậu đã tìm được người thích hợp chưa? Nè, tất cả ra ngoài. Dạ. Các người kia, qua đi. Lý Linh, im miệng. Lương Dương. Không sai, Lương Dương, ngài là em ruột của Tiền Hoàng. Năm nay tuổi vừa 30, đang lúc tuổi trẻ sức mạnh. Dương gia, có thần. Trong lòng của ngài không lẽ còn có người thích hợp hơn sao? Nhưng không có. Hoàng Thái Hậu đã định Lương Dương như vậy là thích hợp hơn hết. Dương gia ở trong giới hoàng tộc đức cao danh trọng, ủng hộ Tân Dương lên ngôi. Không có Dương gia thì không được. Thần đa tạ Hoàng Thái Hậu đã cho thần cơ hội này. Là ai vậy? Trần Tiểu Thơ, hôm nay tôi đem đến những trang sức kiểu mới. Do trưởng công chúa kêu tôi đem đến. Thì ra là ngươi. Là ngươi đó à? Là cái người bạn trai đó hả? Thảo Dân không dám. Tôi mở tiệm bán châu báu, nghề này dùng để phục vụ các phu nhân và tiểu thơ trong đại trạch. Ngươi không biết lựa ngày. Hôm nay là ngày phát tang của Tiền Hoàng. Mẹ ta đâu có ở nhà. Dạ phải. Để khi khác tôi đến. Đứng đó. Tiểu thơ muốn coi những cái này. Ta không muốn coi cái này. Ngươi biết đánh cờ phải không? Đánh với ta đi. Tiểu thơ có nhà hứng đánh cờ, nhưng kỳ nghệ của Thảo Dân không cao, e rằng đánh không lại tiểu thơ. Đừng nói nhiều vô ích. Ngươi phục vụ cho trưởng công chúa thì được, không lẽ còn bổ tiểu thơ thì ngươi thấy ngại sao? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân tuân lệnh. Bày bàn cờ ra. Tiểu thơ muốn chấp bạch hay là chấp hất? Ta mặc kệ là hất hay là bạch. Chỉ biết bên ngươi là Lương, còn bên của ta là Triệt. Lương Triệt. Không hiểu hả? Không hiểu thì thôi, dù gì hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi. Ta đặt vào đâu? Ồ, là tướng quân. Sao ông lại ở đây? Tại vì Tiền Hoàng đứng canh gác lần cuối cùng. Bộ không muốn nên sao? Tôi muốn nói giờ phát tang sắp sửa tới rồi. Lão tướng quân mời vào đại điện. Lão tướng quân chỉ biết canh gác chứ không có biết phát tang. Dạ. Đừng có làm ồn. hồi nào? Chị có biết Tổng quản lý là ai hay không? Chị không biết, em có biết không? Đương nhiên là biết. À phải, phu hoàng của em ý như thế nào? Mời hoàng tộc tôn thất, văn võ bá quan, cung đình nữ quý, ai về chỗ nấy. Hoàng thái hậu giá lâm. Rồi xếp hàng của đầu tới phiền hắn. Nè, người đàn ông kia nãy là ai vậy? Sao cô lại biết là đàn ông? Hoàng thái hậu, tất cả hãy bình thân. Quốc nạn đương đầu, họa vô đơn chí. Đại hành hoàng đế lao lực thành bệnh, giống như núi lở. Đáng lý do thái tử Lưu Triệt chấp vị, nhưng mà không thấy nào ngờ thái tử cũng đã lên đường đi không trở lại. Thái tử chết đi, làm cho mọi người đau buồn không ít. Đúng là lão tiền già đã có ý làm khó Đại Hán chúng ta. Tuổi trẻ hàm học, văn võ song toàn, hơn nữa vừa mới được hành lễ nhược miệng, vừa mới trưởng thành nên người. Thái tử thường nhớ tiên hoàng, thành tâm hiếu thảo, vì quá thương nhớ trở thành bệnh nặng. Lòng hiếu thảo đã động đến trời đất. Thái tử sợ tiên hoàng trong cõi linh thiền cô đơn, nên đã cùng đi với tiên hoàng. Cho dù là tẩy của bả, thời cơ chưa đến. Tiên hoàng trị nước nghiêm ngặt, đắc nghiệt hưng thịnh, quốc phu dân cường, có công với thiên hạ. Tuy làm cảnh đế và linh mộ là dương lệnh, thái tử Lưu Triệt tuy chưa đăng cơ hoàng đế thì đã quy tiên, phải được an táng như lễ của hoàng đế. Hơn nữa được chôn chung trong dương linh. Các vị còn có ý kiến nào khác nữa không? Thần đản kính mộ. Thái sư lệnh Tư Mã Tham. Có thần. Trong sách sử hãy ghi lại như vậy. Tiên hoàng cảnh đế, thái tử Lưu Triệt, bình sinh là song thánh. Đảnh hoàng thái hậu, thần không có dám phụng chiếu. Tại sao? Thái tử là thái tử, lễ nghi cho thái tử thì không thể an táng theo nghi lễ của hoàng đế được. Thần không dám phản lại tổ chế. Nếu thái tử không gặp bất trắc thì bây giờ đã là hoàng đế. Dạ không được. Dù một ngày làm hoàng đế cũng được đối đãi như là hoàng đế. Thiếu một ngày mới làm được hoàng đế thì không thể coi như hoàng đế. Chuyện gì cũng có ngoại lệ, có thể có đặc ân thượng mà. Dương gia nói đặc ân thượng là thượng nào? Ý dương gia sao đây? Đương nhiên là hoàng thái hậu. Tìm khắp trong lục pháp tổ chế cũng không có tiền lệ này. Thần thân là sử hoàng, tay cầm sử bút, chỉ có thể hành xử theo chủ ý của cao tổ hoàng đế mà thôi. Thần không dám tuân lệnh. Chủ ý của cao tổ hoàng đế là cái gì? Là hai câu nói. Một là có luật theo luật, không luật là theo lệ. Xưa nay người chưa có được làm hoàng đế, nhưng được đối đãi như là hoàng đế. Đại Hán không có lệ như vậy. Đại Hán không có, Tiên Tần có mà. Thần cũng có nghe qua. Tân Dương Lương Chính làm hoàng đế, rồi tự phong mình làm Tần Thủy Hoàng. Ngũ bối của ngài được ngài truy phong làm ngũ đế. 5 người này có Tần Hoàng, chưa ai làm vua được ngày nào. Dân gia nói rất là đúng. Truy phong họ, chính bản thân là hoàng đế, nhưng mà không phải là hoàng thái hậu. Tư Mã Thầm, người tính toán với ta về chuyện này sao? Hoàng thái hậu nói thì không tính, hoàng thượng nói thì mới tính hay sao? Xin hoàng thái hậu hiểu cho, chỉ có hoàng đế thì mới được. Được, coi như ta đã nói sớm. Vậy thì mời hoàng thượng nói đi. Thái sử lệnh Tư Mã Thầm, đây là di chiếu của tiên hoàng, hãy đọc trước đại chúng. Trẫm thân mang bệnh nặng, uống thuốc vô ích, đã tới lúc quá trầm trọng, không thể khỏe lại. Thiên hạ Hán gia phải được bảo tồn. Trẫm đặt hy vọng vào Tân Dương phát triển quốc gia, truyền dị cho Lương Dương. Lương Dương? Tân Dương vạn tuế, vạn vạn tuế. Tân Dương vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả chuẩn bị, cậu ca không cần gấp. Đây là cơ hội tốt nhất của ngài, để ngài thấy rõ mặt thật của từng người. Lúc ta tại trước, nhìn trộn đồ của trễ. Không đâu, tới lúc đó mỗi người đều có một nụ cười, ngài không thể nào phân biệt được. Di chiếu của tiên hoàng có ở đây, ai dám không tuân theo, ai dám kháng chỉ? Hoài Nam Dương. Có thần. Lương Dương chấp đại vị, không phải ngài cực lực ủng hộ sao? Bẩm Hoàng Thái Hậu, phụ dương của thần có ý là trước hết hãy nghe ý kiến của các đại thần khác, phải không phụ dương? Đúng vậy. Thần sống ở Hoài Nam lâu năm, đối với Trường An hơi xa lạ. Hay là hãy nghe lời khác của các vị ở trong Trường An. Được, vậy hãy nghe lời nói của các vị trong Trường An. Các vị sống trường kỳ ở Trường An, các vị cứ nói đi. Ai muốn nói trước? Thần ủng hộ Lương Dương thiên tế, bước cao một bước, sớm đăng đại bảo. Thần đã ủng hộ. Nhi thần có điều muốn nói. Bình Dương, cháu có điều muốn nói hả? Ừ. Cháu còn nhớ, lúc nãy Hoàng Tổ Mẫu có nói, lúc mà Phụ Hoàng băng hà, Thái tử Lưu Triệt bị thương thành bệnh, có phải như vậy hay không? Ta có nói qua như vậy, sự thật cũng là như vậy. Nếu đã là chuyện thật, nghĩa là Phụ Hoàng đã qua đời trước, sau đó Thái tử mới quy tiên. Trước sau chỉ cách mấy ngày thôi. Cho dù chỉ cách nhau có 1 canh giờ, thì cháu vẫn muốn hỏi rõ việc trước sau này, chắc chắn không có sai chứ? Đương nhiên là không. Hoàng Tổ Mẫu, cháu xin hỏi thêm một lần, lúc mà Phụ Hoàng băng hà, Thái tử Lưu Triệt có phải vẫn còn sống hay không? Bình Dương, thật ra cháu muốn nói cái gì? Như vậy thì không đúng. Có cái gì không đúng? Các vị Bá Dương, Thân Dương, các vị Bá Quan, đại thần, xin các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Khi mà Phụ Hoàng của ta còn sống, thì ngài thương yêu nhất chính là Thái tử Lưu Triệt, đặt hết hy vọng lên Thái tử. Ta còn nhớ Khi thái tử 9 tuổi đã được phong làm thái tử là để chuẩn bị sau này truyền ngôi. Xin hỏi các vị có còn nhớ hay không? Chuyện này có thật. Thần vẫn nhớ kỹ, cũng do thần phụng lệnh ghi vào sử sách, chưa hề đổi qua. Chúng ta đều chưa nghe qua phụ hoàng có điều gì bất mãn đối với thái tử, và cũng chưa tới nỗi bác bỏ địa vị chủ quân của thái tử. Vậy xin hỏi là tại sao lúc thái tử còn sống, đột nhiên phụ hoàng lại thay đổi ý định, đem ngai vị truyền lại cho Lương Dương? Nếu là như vậy, ta muốn hỏi tất cả các vị, phụ hoàng ta đã đặt thái tử vào chỗ nào? Phải, nói có lý à. Phận là nữ lưu, cháu biết cái gì? Thân cháu là nữ lưu, cháu thiệt hết cách. Phụ hoàng và mẫu hậu khi sanh cháu ra, vừa ra đời đã là thân nữ nhi. Nhưng mà ở tại ngay chỗ này có rất nhiều nam tử Hán. Vậy xin các vị hãy tìm công đạo cho thái tử. Câm miệng, cháu hãy câm miệng lại. Thần nhận thấy lập thái tử hay là phế thái tử cũng là đại sự với quốc gia, đối với triều thần tuyệt đối không thể sơ sót. Năm xưa lúc lập thái tử Lưu Triệt, thần đã kính phục trong lòng, đã ghi nhớ rõ. Tiên hoàng, cảnh hoàng đế đã triệu tập bá quan triều thần gần xa tụ tập tại Thái Miếu để mà cúng bái liệt tổ liệt tông. Hơn nữa đã ký lục trong ngọc diệp đích thân truyền ngôi. Trước thái sử lệnh của người, nếu không muốn làm thì có thể từ quan để cho người khác làm. Nhắc tới tội trạng của thái tử Lưu Triệt, thần đây có nghe qua một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Nghe nói thái tử đã từng tự ý xuất cung, đi đến Đồng Diêm Trì và đã đại náo một trận, thậm chí làm cho Diêm Trì hậu bị chết oan uổng. Điều này có phải có thật không? Không, tuyệt đối không có.